chánh tất cả việc đời đủ quên mới mong ra bến mê tân. Nếu còn chịu thị dục nơi thân thì còn chịu nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, cố làm cho hết thấu say mê cõi siêu sanh được thấy thấu trở về, được khoái lạc còn chi sánh kịp. Còn mê tất nhiên còn tạo nghiệp, mà nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thấy việc chi cũng mất, mà thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó, không xê luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ gõ bứng gốc mê cho nó hết sanh, tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết hoài đầu trở lại, cố đi giàu sao mấy cũng gần, đem phàm thân đổi lấy Phật thân dạng sự ở. Tinh thần cương quyết, lo liệu trước khi đời tận diệt gần lâm chung, hối tiếc đã rồi, việc đáng thôi, phải nhất quyết thôi, vậy mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác kém thiện tâm khó vượt cho qua, có tinh thần như Phật Thích Ca có mới thể diệt địa xa tục lỵ. Muốn thành Phật mà không đại trí, khó thắng qua lũ quỷ trong đời, đứa này kêu kế đứa nọ mời, đã làm biết bao người xa ngã. Kẻ dục vọng còn nằm trong giả, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm, mặc dù là ngồi giữa thiện lâm chưa chắc khỏi đời làm cho vậy. Thôi dừng để chứ đọc hoài. Chứ quý vị, thôi để vào trong cái chương trình để chúng tôi coi như là gặp gỡ cùng với quý vị trong cái thời gian đêm nay, rồi chúng ta sẽ chia tay trong ngày mai. Thôi chứ quý vị, thì trong tinh thần Phật Pháp cũng như đồng đạo Sang đã kể cùng với quý vị đó, bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta tu rồi. Cũng như hồi hôm qua cũng vậy, là cái sự tu chúng ta coi như là không có gì khác hơn là tu hiền thôi, phải không? Rồi chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy dạy phiên, là về chúng ta coi như hãy cố gắng trao sửa thôi. Chứ tu đâu phải coi như là bắt buộc mình là dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, hay là phải cạo đầu, đầu tròn áo vuông tam y nhất bát, rồi phải vô trong chùa tu đó. Cái đó khó lắm, tu không được. Nhưng mà mình về tại nhà mình tu ở trong gia đình của mình, tức là tu như là Đức Thầy bảo cho chúng ta biết đó là sao, là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, là mình tu ngay trong cái chỗ đó thôi, chứ không có tu đâu trên trời, phải không? Thưa chứ quý vị, vậy thì hôm nay chúng tôi cũng muốn nhắc nhớ cùng với quý vị, Đức Thầy đã bảo cho chúng ta, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, tức là cõi ta bà này là cõi khổ. Không có chỗ nào cái như đời được sung sướng an vui cho cô bác anh em với đồng đạo. Mặc dầu chúng ta sống đây để hen là sống tạm thời vậy thôi, chứ tâm hồn thất thoát mà xa chơi non phòng, có nghĩa là trong khi đó chúng ta cái như là đâu có cái gì để vui đâu, thấy không? Không có một chút nào để mà vui chân trời. Vui đây là vui vượng vậy thôi, có nghĩa là cứ người nào mà có tiền có của phong uy túc thực sang giàu, lên xe xuống ngựa thì được đỡ một chút. Còn cái người nào coi như là mần ăn coi như là cực khổ, hàng ngày đầu lắm chân bùn, coi như là trong khi đó không biết bao nhiêu những cực khổ nó dồn con người của mình, thôi hết sức coi như là không có chỗ nào mà gọi là vui hết. Thôi chứ quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta nhận xét được như vậy thì chúng ta mới biết rằng cái cảnh này là cái cảnh khổ. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng, phải không? Ở trong cảnh này coi như là cái cảnh tù thôi, mà con người của chúng ta coi như là mới coi như là thọ vào trong cái bụng của bà mẹ rồi, là chúng ta lại chấp nhận cái khổ rồi, là cái tù rồi, phải không? Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ao tù. Như vậy thì giờ con người mình khi mà thọ thai vào trong bụng bà mẹ rồi, quý vị mình thấy con người mình bị tội túng, chẳng thấy trời chăng, bị bao bọc rằng địch, phải không? Thai nhi bị nuôi dưỡng sự bằng tinh huyết, có nghĩa là của mẹ mẹ, cho nên con người mình thôi có nhìn lúc đó như là chẳng khác nào mà ở trong cái cảnh tù vậy. Rồi bây giờ đó là cái tù nhỏ, rồi trong khi bắt đầu chúng ta vừa có như là sanh ra lớn lên, khi mà đã lớn lên rồi, quý vị mình biết từ 10 tuổi 20 tuổi đấy nghe, thì trong khi đó là chúng ta còn tung tăng nuôi giận, phải không? Như vậy thì bây giờ trong cái khoảng thời gian đó thì con người của chúng ta còn đỡ được một chút, cho nên bà mẹ coi như là mới nói coi như là ăn thô nâu sao đó, nói thôi giờ coi như là cầu chúc cho coi như là cho cái đứa trẻ nó lớn lên nó ăn chơi được rồi, mà tới chừng mình lớn lên ăn chơi của bà mẹ bóng cho anh em dừng đạo. Thưa chưa quý vị, tới chừng coi như là lớn cái tuổi đầu đó, đến chừng khi mà con người chúng ta đó quý vị mình để ý đi, lập gia đình, cũng như đồng đạo Sang nói rồi, con người chúng ta khi mà đã lập gia đình rồi, dấn thân vào trong cái con đường đó rồi đó, quý vị mình được biết là cái khổ trăm bề, cái khổ không thể nào mà tưởng tượng được. Như vậy thì bây giờ từ cái lúc mà lập gia đình cho cái đến lúc coi như là chúng ta coi như là đến già, đến bây giờ chúng ta đi đây nè, mà nếu như quý vị trong cái hiện tại đây mà đi tham quan đi núi đó nghe,
Mà nếu như trong cái tình huống này, mà nếu như trong gia đình mà không cho rồi đó hen, là quý vị cũng không có thể đi được. Bây giờ trước khi đi phải xin phép vợ, xin phép chồng. Chồng đó là nói với như là bà vợ, rồi ông cha ông đi mà cũng phải nói như là mấy đứa con, bà mẹ đi cũng phải hỏi. Hỏi bắt đầu sư sản đi nói cho mẹ, mẹ mới đi chừng nào về cho mẹ. Nó quản lý mình, nó giữ mình, không bao giờ có như là để cho mình yên được, phải không? Đó, ở đây chúng tôi muốn nói là cái cảnh thế gian này là cảnh tù của bác anh em chứ ông đạo. Bây giờ chúng tôi thử nghĩ quý vị mình có phải là ở trong cảnh tù không? Rồi bây giờ có như là chúng ta muốn biết được mình ở trong cảnh tù hay không, đó là chúng ta do nơi Đức Thầy đã bảo cho chúng ta biết, chúng ta mới biết ở trong cảnh tù. Đức Thầy nói ngọn đèn chân lý hết lưu khắp trong lê thứ ao tù từ đây. Có nghĩa là ngọn đèn chân lý là cái ánh chân lý, là cái uống giáo lý của Đức Thầy đã nêu lên cho chúng ta biết chúng ta đang sống ở trong cảnh tù. Mà nếu như chúng ta không gặp được giáo lý của Đức Thầy thì làm sao chúng ta biết được ở trong cảnh tù, đúng không? Thôi chưa quý vị. Vậy thì khi con người đã lớn lên lập gia đình, thì bây giờ trong cái lúc mà lập gia đình đầu đó, thì bây giờ gái có chồng cũng như gông đeo vào cổ, đúng không quý vị? Gái có chồng cũng như gông đeo vào cổ, đắng cay phải chịu, mặn nào mặn nồng phải cam. Gái có chồng đàn bà như hạt mưa xa, hạt rơi đại cát mà hạt xa buồn lầy. Như vậy bây giờ là tùy theo có như là con người mình có phước hay là không. Cho nên cái phận người con gái có chồng cũng như là 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục, biết rủi hai mai một ngày hai buổi về xuất giá theo chồng chứ. Thì bây giờ con người mình khi đã có chồng rồi, quý vị mình biết coi như là khổ lắm. Cho nên một lần nọ có một cái cô này coi như là cũng tu trong thời gian cũng lâu. Rồi sau khi đó đó nghe cô mới coi như là có một cái ý lập gia đình. Bác anh em trường đạo nói à, chú Tư bây giờ tôi coi như là muốn lập gia đình. Hoàn cảnh bây giờ bà mẹ coi như là bà kêu gì bây giờ, trong khi đó không biết làm sao. Cái tôi mới nói, tôi nói thôi bây giờ cái chuyện này coi như là trong khi đó coi như là chuyện gia đình tôi biết làm sao tôi cư xử. Cái cổ mới nói coi như là áo mặc không qua khỏi đầu. Thôi bây giờ bà mẹ bà kêu sao đó nghe, thì bây giờ cũng phải gắng nghe lời thôi bà mẹ. Cái tôi không có nói gì, không có bàn gì chân trời. Tôi mới nói như vậy. Tôi mới nói bây giờ nếu như coi như là cô nghe lời mẹ đó, thì cô coi như là chắc chắn coi như là sau này được làm mẹ. Mà nếu như cô nghe lời coi như là cha đó, thì sau này coi như là ai mà nghe lời cha tất nhiên sau này được làm cha. Nghe lời mẹ thì được làm mẹ, mà nghe theo lời ông Phật tức là chúng ta được làm Phật, phải không? Nghe lời mẹ làm sao làm mẹ đây? Nghe lời mẹ, mẹ biểu có chồng, thì bây giờ chấp nhận có chồng, thì có chồng sao trong thời gian 2-3 năm rồi bắt đầu có con thì làm mẹ chứ làm gì vợ, đúng không? Rồi bây giờ nếu như cái người thanh niên mà nghe lời ông cha đi cưới vợ, thì bây giờ 2-3 năm sau thì bắt làm cha, có gì đâu. Nghe lời mẹ thì làm mẹ, nghe lời cha thì làm cha, nghe lời Phật thì làm Phật, đúng không? Muốn sáng suốt theo lời Phật dạy, không muốn tối tâm theo lũ ma chứ. Như vậy là chúng ta nghe lời Phật là chúng ta nhất định làm Phật, tôi bác anh em chứ đồng đạo đó. Vì vậy cho nên á, lúc đó coi như là cô coi như là sửa soạn xuất gia, cổ mới nói coi như là bây giờ không có cách nào khác hơn. Tôi coi như là mới gửi một bài thơ cho cổ, cô bác anh em chứ đồng đạo. Tôi nói coi như là đạo đời hai nẻo đó em ơi, theo đạo nhàn thanh cả cuộc đời, đời bước chân vào là dạng khổ. Nghĩ lường cho kỹ đó, không nghĩ lường cho kỹ đi hãy xuất giá, không chi chớ mơ chớ nên mộng bước vui theo chồng. Theo chồng thấy sát pháo hồng tả tơi, sát pháo mình không khác nào pháo vang, tiếng pháo thương đau chuông vang nghe tiếng chuông sao dịu màu. Tiếng chuông làm bớt mệt sầu, không như tiếng pháo làm sầu khổ thêm. Tiếng chuông á, lại nghe thật êm đềm, lân lân trong dạ lắm niềm hân hoan. Ai ơi đừng để pháo vang, để nghe chuông vọng cho an cuộc đời. Bây giờ quý vị mình nghe cái chuông vọng không, hay là nghe cái tiếng pháo? Mà nếu như nghe tiếng pháo rồi là pháo vang, nhà sát pháo là tơi bời, là giống mình cứ như là tả tơi sát pháo mình không khác nào. Còn mình nghe mà được một cái tiếng chuông đó nghe là Đức Thầy cho biết coi như là nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻ dịch dục cuốn lôi vô bể khổ, hoặc giả là chuông linh dục thúc bên tai chúc cầu thạnh trị thái lai sớm làng. Thôi chưa quý vị. Vì vậy cho nên là sau khi đó bắt đầu tôi viết cái bài thơ gửi cho cổ đó em.
tôi mới viết như vậy. Tôi mới nói là trong khi đó là trong cái giai đoạn đó là còng vàng nè, xích bạc nè, cùm gông đó là tình, còng vàng đó là gì, tất nhiên là khi mà người ta cái như là đi đội sính lễ, ta đưa cây còng, cái người nữ bắt đầu trong khi đó tự nhiên bắt đầu đưa cái tay đó còng còng đi, không còng còng đi, còng vàng rồi xích bạc bắt đầu cái đưa cái như là nhớ dây chuyền chồng vô cổ là cái xích bạc, tất nhiên là trong khi đó đưa vô cổ bắt đầu nó như cái sợi dây xích này là ủa hơi nhẹ đó, cho hơi nặng nặng chút đi. Cho hơi nặng nặng chút nữa, cho nó chối cho nó chắc một chút, có không? Còn cùm gông đó là tình, tất nhiên là trong khi nó bước vào trong đó rồi nó hăng là chúng ta phải bị cái như là cảnh trạng này, mấy cô mấy chị mình thấy không? Rồi bản án mới Loan Phụng Hòa Minh, mình nghe cái danh từ mà Loan Phụng Hòa Minh sắc cầm hảo hiệp rồi đó hăng là mình nghe cái như lúc đó cười chín chín, người ta chúc tụng mình là ngon hay sắc. Mà sắc cầm hảo hiệp như là đần cầm đần sắc, hai cái hòa hiệp với nhau, Loan Phụng Hòa Minh, tất nhiên là con chim loan con chim phụng mà nó hòa cùng với nhau là cái tiếng hót với nhau coi như là nó hết sức là tốt đẹp. Như vậy tất nhiên là qua cái tình coi như là nó còn cái gì bằng, phải không? Cho nên một cái năm đầu coi như là chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, tới chừng sau đó tất nhiên là qua vài năm sau nữa, tất nhiên là vợ nói vợ nghe mà chồng nói thì chồng nghe, không ai nghe chân chồng. Rồi tới chừng qua vài năm sau nữa bắt đầu cái chồng nói như là đằng xóm nghe, rồi vợ nói coi như là tuốt coi như là ở xóm trên nghe, rồi tới chừng sau vài năm nữa coi như là vợ chồng nói ra ngoài làng nghe luôn. Đi ra ly dị còn gì nữa mà không nghe tới ngoài làng. Cô bác anh em dùng đọc bản án Loan Phụng Hòa Minh, du quy hai chữ giam mình chung thân. Du quy hai chữ giam mình chung thân, tất nhiên là đăng cái bản lên du quy, không du quy, tất nhiên là trong khi đó người con gái về trong nhà chồng. Lần nọ tôi đi đang đi trên cái tuyến đường đi coi như là cùng với đồng đạo, cái tôi gặp nguyên một cái đám cưới đông hết sức đông, cái đồng đạo quẹo quẹo hỏi anh Tư cái gì dẫn trước mà đông dữ, tôi nói tòa án lưu động xử, tôi nói tàn ơi, đồng đạo nói cái tòa án lưu động gì mà kỳ cục vậy, thấy đông quá đông mà đâu phải tòa án đâu, chạy lần tới coi, không phải anh Tư ơi, nó đám cưới. Tôi nói đám cưới sao để bản du quy, nó đám cưới để bản du quy chứ để bản gì giờ. Tôi nói du quy hai chữ giam mình chung thân, bây giờ để nhìn kỹ đậu xe lên nhìn đi, bây giờ có phải là tòa án lưu động không, bây giờ là hội đồng lưỡng tộc nhân dân nè mới đồng lòng quyết khoán đương nhân ở tù, có không? Hội đồng lưỡng tộc, tất nhiên lưỡng tộc là hai họ, nhân dân là mời sống điện giao khả dòng họ gì mời hết trơn luôn cho người đến giới dữ, có phải không? Đó là nhân dân, hội đồng lưỡng tộc tất nhiên là hai bên, hội đồng lưỡng tộc nhân dân đồng lòng quyết phán đương nhân ở tù là có phải chấp nhận không? Khi mà chấp nhận xong rồi bắt đầu đưa xe bích bùng là gước. Rồi các anh em nhìn nè, có không để? Đưa xe bích bùng là gước, tất nhiên là gước đi mất tiêu luôn. Tàn ở tới chừng mà gước đi mất tiêu rồi đấy hen. Là mẹ làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng mặn nồng nước mắt chăn cơm. Mai mốt đây khi con về làm dâu với thiên hạ thì cả một đời phải trao chọn cho người ta. Mai mốt đây khi bón xế tuổi già biết ai hầu hạ cùng bát cơm chén nước, phải không? Tới chừng đó bây giờ nó về coi như là mà bà già chồng nó ngang đám dỗ, cái nó bây giờ gì không có được, bây giờ coi như là heo kìa, không ai coi, rồi dịch coi như là cũng không ai cho ăn, còn mấy nhỏ đi học coi không ai chăm sóc trơn trọi, rồi sao thôi bây giờ ông có gì ông về giùm cái coi. Mới đầu trong khi nó về nhà bà già về bên chồng nó khóc lên khóc xuống, có không á chị? Con là khóc lên khóc xuống coi như là khóc nỉ non, thấy khóc thấy thương luôn. Mà tới chừng sau dài 3 năm rồi bắt đầu 9 10 năm rồi bắt đầu tới chừng đó về cái đám dỗ về coi như là bên mẹ của mình á, mà trong khi đó là không muốn về. Rồi sao em chồng không bao giờ ông gì ông làm gì ông làm, tôi về hết nổi rồi, thấy không? Đó. Như vậy thì bây giờ cái chỗ này là bản án hội đồng lưỡng tộc nhân dân đồng lòng quyết khoán đương nhân ở tù. Mới từ đây đài đỏ thiên thu, đài cho hết kiếp phù du của mình. Có đài không mấy chị? Có không? Có nữa có không nữa không? Có phải không? Đài cho hết kiếp phù du của mình, có nghĩa là đài tới. Không? Có nghĩa là bây giờ có như là khi mà làm mẹ làm dâu rồi nó cực khổ dữ lắm. Là mẹ làm dâu thấy rõ ràng, ông chồng hở hở xách cây khoan, mẹ thì đũa xả như cơm bữa, cha mẫu cha nhậu lê mê lại hát giang, con khóc con đau con cứng cổ, cháu hùng cháu phá nghiệp tan quan, rồi lo nhà lo gạo lo trăm thứ, làm mẹ làm dâu khó nổi nhàn, không có giờ nào mà yên ổn được trơn chỗ.
lo đủ thứ chân trội. Cái này coi như là có phải là trăm bề cực khổ không cô bác anh em chứ đồng đạo? Ở đây chúng tôi muốn nói cùng với quý vị, tất nhiên là đó chẳng qua nào cái cảnh khắc tù thưa cô bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy thì bây giờ coi như là lúc coi như là giai đoạn đó là chúng ta coi như là ở tù chung thân, thấy không? Hội đồng lưỡng tộc nhân dân đồng lòng quyết phán đương nhân ở tù, từ đây mới đài đỏ thiên thu đài cho hết kiếp thù du của mình. Tù lâu thấy cũng thủy tình, được làm tù trưởng thấy mình cũng ngon. Sao bắt đầu làm tù trưởng? Mới đầu làm tù binh, thấy không đệ? Mới đó đầu coi như là làm tù binh bị sai xử đủ thứ trân trọng, nhưng sao trong khi có con rồi bắt đầu được lên làm tù trưởng, được cầm chìa khóa, được giữ nhà, được quản lý như là trong gia đình của mình, được làm tù trưởng. Thấy không? Được làm tù trưởng thấy mình cũng ngon. Nhìn ra cho kỹ, héo hon đừng ham tù trưởng, tù con làm gì? Chỉ làm lữ khách hành quy, ghé qua quán trọ tá thì một đêm rồi đi, không tiếc ở thêm đi về cõi Phật, cho im thân này khá nên xa chạy ta vai. Chứ còn mà vướng vô đây rồi nó khổ mẹ khổ cha cô bác anh em chứ đồng đạo. Nó khổ cái như là không thể tưởng tượng được, cái như là gọi là khổ mẹ khổ cha. Nó khổ mẹ khổ cha, tôi nhớ giai đoạn này tôi kể cho quý vị mình nghe nghe. Một hôm nọ coi như là chúng tôi ở chùa Từ Quang ở bển, nó có đồng đạo coi như là mỗi lần ăn, mỗi lần uống, mỗi lần ngủ, mỗi lần nghỉ đi đâu coi như là phải làm thơ. Ông Út Kiệt coi như là kêu mình phải làm thơ như thế. Cái có đồng đạo này coi như là mới tập làm thơ. Cái ổng ra coi như là cái đề án coi như là ai cũng làm thơ, đời sống đơn thân đi. Thì đời sống đơn thân thích quá chèn lợi tình, xin nhượng mặt ai chán. Phần tôi ham muốn thanh nhàn mãi, ưu thú tiêu dao với sách đèn. Ở tục nhưng lòng này khắc tục, trong đời mà giả chán từng khoen, sắc tài phú quý nhường người gáo, đời sống đơn thân thích quá chèn. Cái đồng đạo này bắt đầu viết lên cái bài thơ gửi cho ông Út, ông kiểm duyệt còn sao. Cái ông nói à, đời sống đơn thân khổ quá chừng, đấu đau cơm nước chẳng ai dưng, áo quần cách cưới không ai giá, ương yếu nắng mưa phải chịu ưng, nghĩ tận cuộc đời cô đơn độc, không vợ không con khổ quá chừng. Thở đời này viết bài thơ nói thằng này nó viết kiểu này nó chết, nó thế nào cũng phải có lập gia đình mà thiệt y gan luôn. Sau khi nó về lập gia đình, bắt đầu ông gửi thêm như một bài thơ của bác anh em chứ đồng đạo. Ông gửi bài thơ cho đệ, bây giờ lâu lâu tôi mới điện xuống, tôi nói thôi giờ xuống anh Tư chơi à, đặng mà trong cái giai đoạn này coi như là để mà trong nó thức tỉnh cho đồng đạo. Không có đâu, tới giờ đi tốt luôn à, chưa mới viết coi như là lúc đó bác Út mới viết coi như là lá vàng rơi chiếc lá vàng rơi, hỡi người ơi là hỡi người ơi, nghe tin xét đến lệ chặn rơi biết người sắp đổ, vì ái tình là chỗ không yên, biết người đau buộc dây duyên, mắc vào lưới nhện sẽ lị phiền sẽ sanh. Hỡi em anh này, hỡi em anh, ở ngoài thành hãy thắng cho nhanh, thắng cho nhanh đừng tranh vào đấy, đã nhiều người khổ thấy hay chưa, thấy thì chớ có mến ưa, mến ưa càng lắm bị lừa càng đa, bị lừa đa lưỡi nhỏ xa hít hà chắc lưỡi, mùi trần này nếm thử không xong, hỡi ai chưa mắc vô vòng, đừng đừng đeo đóng thứ cồng đẹp ni nha. Cồng đẹp ni là đồ si, chẳng phải thiệt chớ ham chi, cũng như đồng đạo hồi nãy nói đó, mua giờ không có vàng thiệt, không có tiền nhiều bây giờ mua đồ si, nhưng mà đồ si tất nhiên là đồ nó không có thiệt cô bác anh em chung đạo. Cồng đẹp ni là đồ si, chẳng phải thiệt chớ ham chi, chớ ham chi thứ đồ giả ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hết sinh. Cũng như đồng đạo sang hãy diễn tả đâu có chỗ nào đẹp đâu phải không, chẳng bao lâu sẽ thấy hết sinh, khôn ngoan chứ để lị mình, khôn ngoan chứ để thứ tình thế gian, tình thế gian ai người ngoan, phải cử tiệc đừng đeo mang, đừng đeo mang thì ăn thì khỏe, dướng vô rồi khổ mẹ khổ cha. Dướng vô đó rồi khổ mẹ khổ cha, trong thời gian 1 năm 2 năm bắt đầu nó qua bà ngoại và nó gửi đứa cháu ngoại cho bà, không phải là khổ mẹ khổ cha không, bà đã yên thân rồi, tất nhiên là gả con rồi, sanh con mẹ tưởng du quy, ai ngờ con đã quy y lâu rồi, trong khi đó coi như là tưởng đâu như là gả con được yên phận, ai về đâu 2 năm 3 năm có thêm cục nữa, hết nợ tới nần. Hết nợ tới nần, tưởng đâu trong khi nó gả con xong rồi, bắt đầu trong khi đó về đi đám dỗ nè, đi đám làm tuần nè, rồi bây giờ trong khi đó đám tiệc hay đi niệm Phật gì gánh được đi, mấy chị có giữ cháu nội cháu ngoại gì không, có đúng không, thêm cục nặng nữa. Còn cục nặng nữa, nhìn nước coi tí hả cho nó khô cổ dữ không biết. Không có, tôi ngán quá. Cho nên khi vướng vô rồi khổ mẹ khổ cha, đứa thì đang khóc tu qua, đứa đòi đi tắm, đứa la đòi bồng, la đòi bồng nó không bồng nó giảm chân la ó giang tay, đứa thì đòi bảo vô pha, đứa thì quýnh lộn kêu trời, đứa thì kêu mé mà thanh hơi đâu nào phải không.
coi như là đứa hết đứa này tới đứa khác, coi như là cái công chuyện coi như là nó dồn 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 hoài, coi như là khổ lắm. Bây giờ mình đỡ đó nghe, có hai con, một con, hai con, ba con đó hen. Chứ người xưa là mấy chị mình nhớ hen, 8-9 đứa gì vậy đó, 9-10 đứa vậy đó, đâu là cái chuyện đơn giản đâu đó. Vì vậy cho nên nãy giờ chúng tôi diễn tả cùng với quý vị đó hen, tất nhiên là cảnh thế gian này là cảnh tù, không có giờ nào mà chúng ta sung sướng hết cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà Đức Thầy đã xác định cho chúng ta đó là cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Không ai có như là thoát cái cảnh tù này hết. Chi cho bằng là cái người tu chúng ta đã nhận thức qua cái giáo lý này, là tìm hiểu rằng coi như là ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn, nếu lấy sự thiền định hóa tan mạng u minh che phủ, thì thấy rằng cảnh ấy con người sẽ hết buồn hết khổ hết quả báo luân hồi. Và khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết cái sự phiền não rầu buồn, hóa tan các lần sống thị dục lo kéo vào nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động, chí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết sự phàm trần và lần bước đi đến cảnh giải thoát. Đó là một cái cảnh chân trời an lạc, cha trông ngóng mẹ thường mong đợi, thấy không? Tất nhiên là bây giờ coi như là cha mình là Đức Phật A Di Đà, mà mẹ mình tất nhiên là trong khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang chờ đợi mình, mà mình ở nơi đây mà mình không chịu về, cô bác anh em chứ đồng đạo, ngục trần thế ráng lo mở chốt, ra ngoài xem gió mát trăng thanh, khác hơn mùi lao ngục hôi tanh của cái kiếp trần gian tạm dạ, mang sắc thúi không làm thẹn tuổi, cũng như đồng đạo sang nói nãy đó. Tất nhiên là trong khi đó là cái thân của chúng ta bà có như là bị bao cốt nhục tinh nồng huyết cưỡng tác kiều nghiêu cuốn quật nhân, có nghĩa là da xương thịt máu một bầu, dối gạt người đời vẻ đẹp đâu, ngàn thở anh hùng chôn thở chỗ chôn trời đó chỗ đó, mà trăm năm kinh nguyệt hố vùi sâu, mang sắc thúi không làm thẹn tuổi, còn đem tâm đắm đuối say xưa, chẳng lo hành đạo sớm chưa đổi thân sen báo thâm tho lâu dài. Cho nên mình bây giờ có cái thân này, tất nhiên là chúng ta coi như là chờ ngày để đổi, đúng không? Chờ ngày để đổi thân sen báo. Nhưng mà chúng ta phải gán giữ thân, chứ đừng có bỏ cái thân. Ví dụ như bây giờ có người ta nói bây giờ ai có coi như là da chai thau mũ bể đổi không, đổi đồ mới không, cái mình kêu ngoắc ngoắc vô nó, ông ơi bây giờ vô cho tôi đổi cái thao bể, cho nó đổi lại là cái thao mới, cái thao này coi như là sắp sửa bể rồi, tôi đổi với cái thao mới. Cái ông mà đổi da chai hỏi chứ cái thao coi như là thao bể đâu, đưa cho tôi nên tôi đổi. Nói vậy mà không có cái thao cũ làm sao có cái thao mới, không? Cho nên bây giờ chúng ta cần phải giữ cái xác thân này, tu cho còn xác còn hồn mới ngoan. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc cát lân giữa kề. Cho nên bây giờ chúng ta đang tu đây, tất nhiên là gán giữ cái thân tu với tỉnh, bảo toàn thân thể, giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Tất nhiên là gán giữ cái thân để sau này có như là đổi cái thân sang báo. Mà thân sang báo đó là Đức Thầy cho chúng ta biết, chừng lập hậu thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn đổi hết. Khi mà đổi xác thai hồn nó tất nhiên, thí dụ như bây giờ chị Năm là giờ tóc bạc nè, răng rụng này, phải không? Với mấy chị coi như là tuổi lớn đó, tự nhiên trong một cái cuộc đê mê bất tỉnh, thấy không? Thì bây giờ coi như là ai cũng coi như là bê mê bất tỉnh hết, coi như là không còn ai biết đạo, vợ chồng con cháu buộc chùm ngủ mê, thức dậy đứt đùm phân hai, không còn biết gì hết. Mà khi không biết gì chân bắt đầu là nhìn ra không có được, tự nhiên con người bắt đầu mình nó trẻ, lão giả hậu nguyên nhân ấu giả ly kỳ thiên đỉnh dĩ thiên la, là trẻ lợi hết trơn trở, không còn ai giả hết trơn trở, mới sống được đời thượng quan, cô bác anh em với đồng đạo đó. Thì con người chúng ta muốn được như vậy là chúng ta coi như là cần phải tu tập, cô bác anh em chứ đồng đạo, trong bây giờ nặng mà còn cái thân xác. Mà nếu như chúng ta bỏ cái thân xác hiện tại trong bây giờ mà không chịu tu tập, thì sau này chúng ta khó coi như là để mà gặp được coi như là cái thân quý báo đó. À thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải tu thân nè, tu khẩu nè, và tu ý nè. Tu làm sao để cho tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương, tu được vậy đó cô bác anh em trong đạo, khỏi cần phải tu đâu chăng. Tu không phải với trời với Phật, mà phải tu với vật với nhân. Thấy người khổ động lòng thương đức cao hơn kẻ niệm xuân di đà, ngồi một chỗ niệm cho đến chết cũng không thành chi hết, mà mong Phật là tả độ khổ xong qua tây, cứu thế qua đông độ đời. Chứ đâu phải ngồi nơi một chỗ giữa chùa chiền chuông mổ kỵ cơ, phải không? Không làm cho kẻ nào nhờ tu hành như thế bao giờ. Cho nên tất nhiên là chúng ta phải tu, tu với sớm ghiền của mình cô bác anh em với đồng đạo, tu với sống điện của mình.
Chứ có nhiều khi á, chúng ta coi như là tu vô trong chùa tu với ông Phật không hà, mà không chịu tu với sớm điện của mình. À, cho nên nếu như mà chúng ta tu với ông Phật có làm thinh, ông có đâu có nói gì đâu. Mà mình tu với sớm điện của mình, ví dụ như bây giờ ở trên á, là 100 cái nhà, dưới 100 cái nhà, trên cây số, dưới cây số đó hang, là quý vị mình biết đó là ai không? Thiên hạ, đúng không? Thiên hạ. Rồi bây giờ mình nhìn lên nó tất nhiên là thiên thượng, là ông trời. Thì bây giờ ở trên có thiên thượng là ông trời đã chứng giám, mà chung quanh của mình có thiên hạ để chứng minh cho mình. À, bây giờ không tin quý vị, bây giờ đi đến gần nhà tôi trên dưới một cây số đó, hỏi ông Tư Phương ông tu làm sao đó, hỏi thiên hạ, thiên hạ trở liền liền của bác anh em chưa đồng đạo. Hỏi ông bé Năm vô cản cờ, hỏi ông bé Năm ông tu làm sao đó nha. Hỏi thiên hạ, mà nếu như thiên hạ chứng nhận, nói ông đó tốt lắm nghe, cái ông đó tu gì đó tu thiệt đó nghe, ông đó có gì chứ mà ông tu coi như là ông hai giúp đời làm phước đó nghe, cái này thiên hạ chứng nè. Còn mà hỏi trong thiên hạ bắt đầu trả lời, thôi ơi cái ông đó mà tu cái gì, ở xa thì mới đức ân chứ làm cho người gần ganh ghét thiên thi, ở đâu tôi thấy ở đâu lại đây không, chứ còn ở xóm giềng không ai ưa ông chút, cái này thiên hạ không chứng rồi phải không? Có không vậy? Tu phải làm cho thiên hạ chứng mình mới được, chứ còn bây giờ mình muốn cho ông Phật ông trời trong khi đó chứng, mà ở trong thiên hạ không chứng, bây giờ ông Phật sao chứng? Tu đâu phải với trời với Phật mà phải tu với vật với nhân mới được phải không? Có một bà này, bà vô trong chùa, bà thấy coi như là tượng Phật nhiều, tượng Phật nhiều hết sức của bác anh em với đồng đạo, cái bà mới đốt trầm hương ngang, bà mới xông lên coi như là tượng Phật lên, coi như là trong khi đó là các coi như là chánh điện ông Phật nào cũng ngửi chân, tại vì chùa nhiều tượng Phật. Các bà thấy là không được rồi, tôi thích cái ông Phật nhỏ, mà thường thường trong chùa có tượng Phật nhỏ, thích ông Phật nhỏ quá tèn luôn, mà giờ đốt trầm hương này ông Phật bự á, ông hưởng chân trội rồi biết làm sao giờ. Ông bà về bà động não bà suy nghĩ, bà mới suy nghĩ bà nói bây giờ là tạo ra giống như cái quặng, bà đốt trầm hương, bà đốt lên cái lỗ mũi cái chỗ của cái ông Phật nhỏ, cho nó khấu nó lên cái chân cái lỗ mũi ông Phật nhỏ vậy đó, ngày nào cũng đốt, ngày nào cũng đốt, cho nên là khấu nó xong lên xong trầm hương cho ông Phật nhỏ. Quý vị mình biết cái hậu quả làm sao không? Cái hậu quả cuối cùng rồi, ông Phật nhỏ mà trong khi đó ngửi cái ba cái trầm hương mà khói lên lỗ mũi, viết cái mặt cái đen thù lùi của bác em. Cái mặt đen thù lùi luôn. Đó. Như vậy thì bây giờ trong khi đó chúng ta ích kỷ cá nhân mà không có được cái như là cái tấm lòng bình đẳng rồi đó hen, là tu không có được cao xa gì của bác anh em chứ đồng đạo. À, vì vậy cho nên ở đây chúng tôi muốn nói, muốn bàn cùng với quý vị là chúng ta tu thân nè, tu khẩu nè và tu ý. Mà bây giờ cái khẩu nghiệp của mình Đức Thầy cho chúng ta biết là ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại nói khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết, hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. À, cho nên bây giờ quý vị mình bây giờ nghe là nói đây thì bây giờ không biết có đụng chạm quý vị cũng thông cảm quan hỷ cho nha. Cái nào đụng thì thôi, mà đụng ai đụng, không đụng tôi thôi. Bây giờ nè mấy cô mấy chị mình coi như là cái tâm đạo có nhiều nè, đi đám giỗ cũng đi nhiều nè, đi đám làm từng cũng nhiều nè, đi niệm Phật cũng đi nhiều nè, rồi đi tham quan cũng đi nhiều nè. Quý vị mình đếm coi, thấy không, bên nữ đông hơn, có không? Đông hơn ai chân á, mà con cái đi coi như là ở lần sớm nhiều chuyện, cũng không thua ai chân chồng. Quý vị mình đừng có giận tôi nghe. Nói coi như là trong khi đó là thầy nói cho chúng ta biết coi như là trong khi đó là mình phải cẩn thận. Cho nên quý vị mình biết hen là Đức Thầy coi như là lúc ra đời đó hen là pháp không sợ nè, thấy không? Nhật không sợ nè. Coi như là không sợ coi như là một cái thế lực nào coi như là mạnh dạn hết. Thế lực càng to chừng nào Đức Thầy nói là chẳng qua là dung phân tưới nước cho coi như là thầy thôi. Nhưng mà có điều Đức Thầy sợ một người, cô bác anh em chứ đồng đạo. Sợ ai biết không? Hả? Sợ ai? Đức Thầy nói ngán thai bổn đạo đàn bà. Phải sợ không? Phải không vậy? Thì rõ ràng luôn pháp mà Đức Thầy không sợ đó là coi như là dẫn thiên ngang luôn, phải không? Nhưng mà Đức Thầy lại nói cái câu này sao tôi ớn. Phải không? Tự nhiên Đức Thầy nói ngán thai bổn đạo đàn bà. Hả? Hầu nhiều đâu quý vị cũng thuộc hết rồi. Mở đầu câu là quý vị biết là sao rồi không? À, thưa chứ quý vì vậy cho nên ở nơi đây là cái khẩu nghiệp coi như là nặng lắm. Cho nên có bà ở gần tôi đây đấy hen, là bà cũng ăn chay nghe, bà cũng niệm Phật nghe,
bà niệm nhiều dữ lắm luôn, bà lần chủ bà niệm Phật vậy nè, coi như là suốt luôn cô bác anh em với đồng đạo. Nhưng mà một hôm nọ đó nghe, bà tự nhiên coi như là bà không biết xui khiến sao bà mất cái con gà. Mà tới chừng bà mất con gà rồi, bắt đầu là buổi sáng rồi bà bắt cái ghế ở phía trước đó, bà bắt đầu bà lấy coi như là chầu, bắt đầu bà ngoay qua ngoay lại, bà xỉa, bắt đầu cái bà chửi tàn đất, cái bà chửi cô bác anh em với đồng đạo. Bà chửi có ca có kể chứ cho, bà nói tao có con gà mới nổ, mới nhảy ổ hôm qua, bây gầy bảy ma hay gầy bảy mổ, mắt cần cổ hay mắt đằng đầu, mà mắt ở đâu mà bay bắt được, bay chặt cổ hay bay nhổ lông, bay ăn nồi đồng hay bay ăn nồi đất, bay ăn chật chật hay bay ăn nửa đêm, bay ăn có nêm hay bay ăn lạ, rồi bay ăn bằng bát hay bay ăn bằng mo, bay ăn cho no nghe tao chửi. Thở đời nay coi như là mất con gà mà chửi gì cô bác anh em chứ đồng đạo. Tới chừng ba chửi rồi bật cái đó nghe, bà nói cao cao chi tổ, diễn diễn chi tâm, bá thúc đệ huynh cửu di tỷ mùi, 36 họ cha 33 họ mẹ, họ sống họ chết, họ mất họ còn, họ mòn họ tiêu, họ nhiều họ ít, họ dại họ khôn, cả dòng họ một hồn, diêm vương âm phủ đội mũ mà lên ngồi xếp chè he nghe tao chửi. Thở đời nay mà ngồi kiểu như quý vị ngồi lâu không nổi, phải ngồi xếp chè he mới được. Cho nên như là họ dại, họ khôn, họ khùng khùng khật khật cũng bị chửi luôn. Bá di tỷ muội tất nhiên là thuộc về coi như là ở bên bên ngoại. Bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên con gì thì chửi láng trên cô bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy thì bây giờ coi như là cái khẩu nghiệp mang nặng. Mang nặng. Mà khi mang nặng rồi đó quý vị mình biết coi như là sau khi coi như là cái nghiệp đó nó đến với bả nó chết. Nó chết suốt trong thời gian coi như là chết đi chết lại, chết đi chết lại chừng 7 lần như vậy rồi bà mới chết. Bà mới chết từ từ đó nghe, bắt đầu mới chết từ ở trên đây chết dài xuống. Người ta tu có hang, người ta chết từ cái giò này, người ta chết lên nóng nóng ở trên đỉnh đầu người ta về Phật. Còn bà chết ngược lại, bà chết từ trên đầu này là bà chết dài xuống. Mới ban đầu bắt đầu bà còn lắc lắc gì, tới nhìn sau bắt đầu con mắt bà chớp vậy. Mà tới chừng con mắt nó không còn chớp nữa đó hen, mà tới cái miệng rồi. Tôi làm cũng giống bác như là gần chết lắm. Cái miệng bó khùng qua khụp vô, khùng qua khụp vô, mà cái miệng bó khùng qua vậy. Cái miệng mà tới chừng mà nó không còn, mà phục 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 nó nghe. Bắt đầu hai cái tay dở lên gì nè, dở lên, dở xuống, dở lên, dở xuống. Hai tay này không còn nhúc nhích được đó hen. Mà tới tận bắt đầu cái bụng phịch vô phịch ra, phịch vô phịch ra, cái bụng coi như là phịch vô phịch ra, nó giống như người ta coi như là thổi bong bóng vậy đó. Tới chừng cái bụng nó không còn phịch nữa, bắt đầu tới cái giò, giò bên đây dở lên, giò bên đây dở lên, dở lên nhịp xuống, dở lên nhịp xuống, dở lên nhịp xuống, rồi tới chừng hai cái giò nó liệt rồi, tới chừng không còn nhúc nhích được hai giò cái đó, nó cứ ngoe 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 gì hoài. Hồi nghèo mà nhưng mà về môn ngoài vậy, bắt đầu là trong khi đó nó hen là người ta tưởng đâu coi như là bị ma tà gì nhập không, mà cái gì coi như là nằm suốt luôn mà không chết. Tới chừng hai cái ngón cái nó không còn coi như là ngoan ngoe nữa hen, là bà lúc đó là bà tắt thở rồi đó quý vị mình biết sao không? Cái lưng này nè nó lỡ thúi hết trơn trọi luôn, tại vì nằm lâu quá lâu rồi nó lỡ thúi hết trơn, nghĩa là tấn niệm không nổi luôn quý vị. Mình thấy coi như là cái chỗ này là nguy hiểm không? Không. Vì vậy cho nên bây giờ coi như là cái người ác rồi đó là chết rồi, là phùng mang trợn mắt chắc lưỡi nghiến răng lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết, là cái người ác chết là như vậy. Nó khổ như vậy đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên người chết rồi đâu phải là em còn tiếp tục chịu thêm đau khổ lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình, bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra ra thành địa ngục. Rồi nào là chảo dầu sôi ùn ụt, nào là dầu lúc chút thái cơm, nào là rừng đao kiếm lâm chôm, nào núi lửa phừng phừng cháy. Ác thú biết bao nhiêu loại yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đích bằng trong đầu chậu máu đào đổ quỷ đầu trâu mật ngựa. Con thì giác búa to ra bữa, con thì đem cây chĩa đến năm, con thì giác dao lớn đến bầm, con cố xé ra làm hai thổi, con móc mắt, con lo cắt lưỡi, con rút gân, con thẻo lược giá. Cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong lúc chết, khổ thân phàm, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ không dừng cũng vì bởi nguyên nhân tội ác, phải không? Một lần lọt vào đường sống thác dễ bị đời dẫn dắt, trăm lần há không lo dừng lại bước chân cho khỏi kiếp trầm lưng khổ hải. Rừng mê rất có nhiều cạm bẫy, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi buông đào thân ấy sẽ ra sao thử nghĩ.
Tuần đời rất có nhiều dối mị, nhiều muốn ham, nhiều bị gạt lừa, bả lợi danh cho có mến ơi sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Chánh tất cả việc đời đù quên mới mong ra bến mê tân. Nếu còn chịu thị dục nơi thân thì còn chịu nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối. Cố làm cho hết thấu say mê, cõi siêu sanh được thấy thấu trở về, được khoái lạc còn chi sánh kịp. Còn mê tất nhiên còn tạo nghiệp, mà nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thấy việc chi cũng mất, mà thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó, không xê luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ gõ bứng gốc mê cho nó hết sanh. Tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết hoài đầu trở lại, cố đi giàu xa mấy cũng gần đem phàm thân đổi lấy Phật thân dạng sự ở. Tinh thần cương quyết, lo liệu trước khi đời tận diệt gần lâm chung, hối tiếc đã rồi. Việc đáng thôi, phải nhất quyết thôi, vậy mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca có mới thể diệt địa xa tục lỵ. Muốn thành Phật mà không đại trí khó thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu kế đứa nọ mời đã làm biết bao người xa ngã. Kẻ dục vọng còn nằm trong giả chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm, mặc dù là ngồi giữa thiện lâm chưa chắc khỏi đời làm cho hoài. Thôi dừng để chứ đọc hoài. Đây là cái lời thuyết pháp của ông Thanh Sĩ đó nghe, độc đáo lắm cô bác anh em và đồng đạo. Ông thuyết coi như là nguyên văn văn dần không, nhưng mà quý vị mình thấy thấm thiết từng câu chứ không phải là đơn giản, phải không? Đó. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm. Phải can đảm dẫn đời làm quyết bình tĩnh dậy, kiếm tầm đường tu. Đạo mới giải được câu đời tạm, chứ đời còn nằm trong phạm vi mê. Bởi mê thành khổ nhiều bề mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thân đã giả vật nào phải thật, người luống công giành vật đeo mang. Hơi tàn mỗi vật đều tàn, dù cho vật ấy nồng nàn thương yêu. Chúng ta yêu kiều cách mấy đi chăng nữa, chúng ta cuối cùng cũng phải bỏ thôi. Không có cái gì tồn tại chứ mình hết cô bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải ráng lo tu, phải ráng lo làm bài, phải ráng lo cúng lại, phải ráng lo ăn chay, phải ráng lo niệm Phật, phải ráng lo làm lành, và phải ráng lo nhẫn nhục, và phải ráng lo giữ giới của bác anh em trường đạo. Để chi? Để sau này chúng ta coi như là có điều kiện để mà cái ngày là chống á, là chưa thùng sĩ tử vẫn chờ châm. Là bây giờ chúng ta đang sĩ tử hết phải không? Là đang làm bài đây nè. Chống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ châm, trong ngóng mau mau thấy mặt rồng. Bản hổ danh đề tên chí sĩ, đem tài thao lược giúp non sông. Như vậy bây giờ chúng ta đang làm bài cúng lại, làm bài ăn chay là làm bài, niệm Phật là làm bài, làm lành làm bài là bố thí là làm bài đó. Tất nhiên những cái này là làm bài hết. Mà bây giờ chúng ta đã làm bài như vậy thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đó là mê với tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần, ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang kiến rớt của bác anh em dần đạo. Là chúng ta coi như là phải thức dậy mới được. Ai kêu thức dậy cụ nhà cha mẹ vẫn bỏ cho mày ngủ luôn, phải không? Biết thức biết ngủ lý tôn, thức rồi ngủ lại nó nghe là ngủ luôn bỏ mình. Lần này mà coi như là ngủ lại là ngủ luôn bỏ mình luôn, phải không? Cũng như đồng đạo sang đó là thời kỳ Nhiên Đăng hồi xưa coi như là đã có mình rồi mà ngủ, phải không? Vừa qua cái thời kỳ coi như là hậu Linh Sơn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngủ nữa. Bây giờ cái hậu Long Hoa sắp tới mà ngủ nữa là tiêu là bỏ mình luôn chứ còn gì nữa, phải không? Đức Phật thầy Tây An ra đời năm 1849 đến năm 1856, 7 năm mình đã có mặt rồi, không chịu tu, ngủ rồi. Bây giờ nhân viên nó bỏ hút rồi, cho đến Đức Phật trùm ra đời năm 1868 đến năm 1875 ngủ nữa, phải ngủ lắm quá nè cho đồng đạo. Rồi bây giờ nói tiếp theo nữa là Đức như là bổn sư ra đời cộng lại là 12 năm, năm 1878 đến năm 1890 là 12 năm nữa, không thèm thức, ngủ. À, ngủ. Rồi bây giờ đến lần lượt nữa, bây giờ là ông sư giải bán khoai thị hiện trong tại kinh Vĩnh Tế là 2 năm cộng thêm nữa, ngủ nữa. Không. Cô nữa cô bác anh em dùng đạo. Ông để lại cái cuốn 11 hồi đó, bây giờ chúng ta còn đọc lại đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Nó đọc lại coi như là khoai lang ăn nấu ăn chiên, ai mà có muốn xuống thiền mà mua, bao nhiêu cứ lựa cho vừa, tiền nông chẳng có hơn thu làm gì. Việc đời nhiều nỗi ly kỳ, mà ăn khoai ăn đá cũng thiệt cái tâm. Không. Cho nên ông để lại cuốn 11 hồi đó, trong khi đó mà chúng ta không chịu tu nữa. Rồi bây giờ coi như là qua, coi như là trong cái giai đoạn đó ngủ hoài cô bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy thì bây giờ đến
năm 1939 vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, thì Đức Thầy yêu kính của chúng ta ra đời vọng lên một cái tiếng chuông là vào ngày 18 tháng 5. Lúc đó con số thất không? Rồi bây giờ là đồng đạo của chúng ta coi như là cũng thất, nghe tiếng chuông vọng quá lớn rồi, không nện gian một tiếng chuông linh rung chuông coi như là không chịu thức, vọng chuông đại đồng chuông đạo bon ngân, vọng chuông cho người say ngủ mà tỉnh lật giấc mê thức, nhưng mà chưa thức nữa. Ai mà chưa thức, Đức Thầy nó nện, nghe không, nện gian một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lễ nào là nện, là lấy hết sức mình nện mà không chịu thức nữa là thua. Mà tới chừng bây giờ coi như là đã thức rồi nhưng mà cũng còn cù nhầy, có bác anh em chứ đồng đạo ai kêu thức vậy, cù nhầy không có chịu coi như là thức. Mà Đức Thầy nói là nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc sai, thức mà còn cù nhầy còn càng ngà càng ửa, có bác anh em chứ đồng đạo đó. Vậy cho nên bây giờ đó là nếu mà chúng ta không chịu thức nữa đó thì lần này là lần cuối cùng Đức Thầy cho chúng ta biết đó hen, là mê với tỉnh nhận ra là Lý Thái Dương Trần ngủ mãi ngủ hoài thức vậy mà. Tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt, không khỏi mang tiếng rớt, tất nhiên là sau này không có tiếng, không có rớt được. Thì tả cảnh bồng lai tại thế mãi trần chờ là e trễ kỳ thi, hoặc giả là đò đưa một chuyến cuối chiều trễ trơn thì hốt ai điều đổ cho, hồng trần khuyên hãy đáng lo đời không xa nữa, tu cho kịp thì tu cho kịp thì của bác anh em trần đạo. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta được như vậy thì chúng ta phải cố gắng, phải dùng dãy lên phải không, phải cố gắng thực hiện bây giờ. Trong khi đó là chống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong, là mình đang chờ chờ coi như là một ngày nào đó là chúng ta sẽ gặp được Minh Vương. Mà chờ một ngày đó đó là tớ nè, thầy nè, tôi nè, chúa nè cùng nhau gặp, là hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa, mặt ta mới thảnh thơi chợ gót hài. Đó là cái ngày chúng ta sẽ được gặp thầy với bác anh em dân đạo. Mà cái ngày đó đó nghe, ai mà cúng lại, ai mà ăn chay, ai mà niệm Phật, ai mà làm lành có đủ tiêu chuẩn đó nghe, thì bây giờ chống tung 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 xử hội phong xem chung cuộc, phong thần tại thế xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Tất nhiên người nào mà có hiếu có trung là được thưởng, còn người nào mà không hiếu không trung bất hiếu thì sau này phải bị xử, phải không? Tới chừng đó nghe, chống tung tung tung, Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành đặng phân xử những người bội nghĩa, nghe không? Tới chừng đó là xử rồi, một cái là mặt mày mình xanh dần trên cô bác anh em dòng đạo. Lúc đó rồi làm sao coi như là chúng ta tu kịp, phải không? Hỏi giờ có tu hành không? Nói có ăn chay không? Có ăn chay mà ăn chay 4 ngày, phải không? Rồi hỏi giờ mà có cúng lại không? Có ngày hai thời cúng lại sạc lơ à, nghe không? Chay đều đang cấm 8 câu bật dạng, chay 4 ngày mỗi tháng không ngơ, ngày hai thời cúng lại sạc lơ mà nói chuyện thiên cơ quyền bí, nói rằng tu mấy năm chỉ trí thấy dương trần dối mị hoài hoài, có mấy điều tu ở bề ngoài mà bá tánh không mài không miệt, tuy vắng mặt trong muôn điều rõ biết, đừng giá tâm sao nguyệt Phật trời nghe. Mỗi một thời cúng của mình hen đều coi như là ở trên biết hết cô bác anh em trong đạo. Mỗi một câu niệm Phật của mình ở bên cõi Tây Phương đều coi như là biết hết. Ở trần tiếng Phật niệm lên mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Nếu ai tinh tấn niệm luôn ao sen thất bảo tròn vuông nở phình. Còn ai gốc thiện chẳng dình, bông sen kia lại thình lình héo ngay. Còn ai chỉ giới giữ chai, bông sen kia lại ngày ngày đẹp tươi, của bạn anh em chứ đồng đạo. Nói tất nhiên là chúng ta tu hành được như vậy đó là mới đạt được cái kết quả của bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì ở nơi đây chúng tôi cùng với quý vị hãy cố gắng đau lưng xây cật, chan dai thích cánh, gắn bó cùng với nhau, để cùng với nhau là sau này chúng ta sẽ được về nơi cõi Phật mà Đức Thầy ước mong đó là sao? Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Quý vị mình chịu không? Chịu ha, ai vỗ tay là về trên đó không khó, là phải đi kiểm tra lại nghe, phải đi kiếm mới được nghe cô bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy thì bây giờ chúng tôi cũng mong rằng trong cái chuyến đi này là mỗi người chúng ta đều phát tâm ăn chay và phát tâm làm lành. Nếu ai có uống rượu về coi như là bây giờ mình bỏ rượu, hồi lúc trước mình chưa đi núi non đó hen, thì sáng sĩ chi sửa gì xỉu tí sợ gì nó không biết. Tôi không phải nói tiếng Tàu sáng sĩ chi chương sĩ chịu sĩ tấu sĩ đó, mà tôi nói lái lại là xí sẵn chi sửa gì xỉu tí sợ á. Như vậy thì bây giờ cái đó tất nhiên thuộc về là sáng sai chiều xỉn rồi, phải không? Thất sơn bảy núi gần kề, khi đi sai xỉn mà khi về ăn chay ha, là lúc đó là chúng ta mới được ngon của bác anh em trong đạo đó. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta được phát tâm như vậy thì là thánh tiên vừa nhích miệng cười chúc mừng trần thế được người chân tu của bác anh em trong đạo
Vậy thì chúng tôi cũng xin kính chúc cho toàn thể chư quý vị được vui khỏe và cố gắng tinh tấn. Nếu như ai không có chịu tu thì sau này đền tội cũng chẳng trách Phật tiên sao không chỉ bảo. Còn người nếu như chúng ta ai mà có tu thì nếu không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Của các anh em chừng đạo chúc quý vị được vui khỏe và cố gắng về nhà được phát Bồ Đề Tâm, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.